Hello, chào anh em nha. Đấy anh em, được con chị Dung anh em ơi. Ok, một con nghe nè. Ok nè, con thứ hai nha. Này quên lấy nhựa anh em ơi, lấy nhựa nó gùi là cứng lắm anh em. Nhựa mấy con này vào thôi, nó gùi thôi anh em. Thôi rồi đó anh em ạ. Hello, xin chào anh em nha. Đây, bây giờ đi thăm má xéo ra anh em ạ. Đây con. Đây này. Nghịch anh em ạ. Đấy. Nghịch này. Bây giờ đi quay xéo cho anh em xem này, gỡ luôn nha. Ngồi nó con đó nè. Mà cũng hôm nay nó chuyện cái gió gì đó nè. Bên này nó không đi máy anh em ơi. Đi ít lắm anh em. Kém lắm. Không được nhiều đâu. Gỡ luôn rồi nè.
kìa, một con rồi này. Tính hai con vậy.
Ok nè, vừa được con này anh em ơi. Đây, còn đi gỡ tiếp nha anh em. Ok, vừa đi gỡ vào đây anh em ơi. Vừa đi gỡ, à, tối mình ngủ rồi nè. Ok, này tạm nó nè. Mà bây giờ em đi vào bên kia anh thêm thăm lấy vật giam thử. Còn dính con nào không anh nè, dễ dung hết nè. Quýnh tu hú mà tới nay không có nè, tới nay nó không bay. Đấy, đồng anh nó khô quá rồi nè. Nãy em quýnh mắt xéo ngoài này anh em này. Đây, mình làm hộ quýnh mắt xéo như thế nào. Em chịu sơ cho anh em xem luôn. Đấy, anh em thấy không? Một đường nước ra, hai đường ra, mình đặt loa ngay chỗ giữa đó nè, giữa cọc giữa luôn. Đấy, mình muốn mắt xéo nha. Đấy, mình muốn đường khô luôn anh em, mắt xéo nó đi đường khô bình thường mà. Đấy, anh em muốn mắt xéo thì cứ quýnh tay khô luôn anh em, không cần đồng nước đâu, mắt xéo nó không cần nước. Đấy, nói chung thì em thì vật gam nó dễ dung á nè, nó về thì cũng lắc đất á nè. Đồng khô quá như thế này mà anh em nghĩ sao nó về nó ăn cái gì đâu, đúng không? Đấy, trong đầu kia nó có mấy đống nước cho nên nó về được ít ra nè, mà nó cũng không quá này mà nó về chập xoắn không, nó né lứ ấy. Đấy thì thôi bây giờ em đi vào trong xem dính hoặc là em quay sơ chim cho anh em xem rồi anh đi về nha. Đấy thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên phải đăng ký để ủng hộ cho em nha. Đây là và thấy video của em hay thì nhấn cho em một like nha. Đấy, để có động lực làm video anh em ơi. Còn lương YouTube của em á thì anh em tưởng đâu nhiều hả? Thì nó được một tháng mà nó được chỉ có một Nam đô anh em ạ. Nam đô là anh em đổi ra tiền Việt là thành 100 mấy đó nè, 120 gì đó mấy. Đấy, anh em 115.000 anh em. Đấy, anh em thấy nhiều không? Đấy, một tháng em 115.000. Đấy, anh em thấy nhiều quá thì ủng hộ đăng ký kênh cho em nha. Đấy, tháng 115.000 tiền YouTube đó nè. Đấy, thôi kệ, nhưng nhiều lúc muốn bỏ, không muốn quay đó nè. Nhưng mà thôi, nghĩ lại thì quay đang cho anh em xem giải trí cho vui. Anh em là cần tiếng chim thì mình giao lưu với anh em hay là mình chia sẻ cho anh em đó. Rồi, anh em chờ bây giờ em đi vào thăm lớn nha anh em. Ok, đấy, xin chào tất cả anh em nha. Ấy, bây giờ sáng rồi anh em ơi. Đặt cái máy quay xuống rồi, bác chim nói chuyện với anh em tí. Đi về đây. Không có chỗ cho nó thấy. Đây, được rồi này. Ok. Ok anh em ơi. Đây. Ok, hello anh em. Vừa có mấy người đi qua cho anh em. Mọi đấy. Anh quay sau này anh em ơi. Khóa lỗ cũng đây nè. Đấy, nói chung thì cũng khá là ok. Em quay chơi cho anh em xem này. Anh ta. Đấy. Ok không? Mẫu anh em ơi, mình chưa có chim lớn thì có chim lớn mà đồng khô quá thì mình đánh chim nhỏ thôi nè. Giật gam sáng nay được năm số con giật gam với 2 con trượt nghịch anh em, lại với hơn 20 quái xéo anh em à. Đấy, như vậy là cũng khá là ok rồi đó anh em. Đấy, đủ nghịch công rồi anh em thấy không. Để em bác sơ rồi con cho anh em xem cho nó vui nha. Rồi đi về đây. Đấy, em đợi cái thôi cùng mình đợi đó. Ok anh em, đây anh em ơi. Bắt cái con lớn anh em xem. Trích đồ tại bữa đó mình đấu nó mà mình chiến nó mới hấp dẫn anh em. Này nó chưa có nè. Có
nó đồng đánh nó ít quá, mình nó lớn hơn nữa. Nghịch này nè, nghịch này, nghịch nha anh em. Hai con vừa nghịch mấy anh em ơi, mình nó ít nghịch ra đây vài bữa nữa kìa. À, bữa nó vào mùa thì được dài, bữa dài chục rồi này, hai chục mười chục nó lên này, vào mùa nó đang chục rồi này. Lên nó mày, con này lên lắm anh em ơi, lên thơm rồi, cái nụ luôn. Anh em ơi, chạy anh em ơi, vãi thiệt may đó mà chụp lại được anh em. Xích nữa là mất 10k rồi anh em, 8k rồi. Toàn rồi anh em ạ. Cái con nhỏ nhỏ này lành lá rồi nè, một con chết rồi nè. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, một con bị chết rồi nè. Đấy, còn 7, 7, 14, 7. Đấy, ok này, đây, vậy cũng ok rồi này. Ok. Đấy này, thấy không? Cũng khá là ok đây này. Rồi ok anh em nha. Anh em mấy ngày nay được nhiều không? Đồng em thì đánh chim lớn chưa được anh em, chỉ đánh chim mấy chim nhỏ lạc vẹt thôi anh em. Đấy à, thì anh em thôi em kết thúc video ở đây nha. Đấy thì em quay sơ cho anh em xem cho nó vui rồi đi về. Đấy thì ít nhiều hay ít em cũng đang cho anh em xem. Đấy chứ không phải là khoe chim hay là gì anh em. Đấy ok, thì nói chung anh em thấy video của em hai thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em thôi. Rồi bây giờ thì xin chào tất cả anh em nha, hẹn anh em nhớ những video tiếp theo nha. Đấy anh em thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ em. Rồi chơi tới YouTube thì nó không được tiền bao nhiêu anh em, một tháng mà được có 5 đô thì anh em nghĩ nó nhiều hay ít. Đấy thôi thì bây giờ em xin chào anh em nha. Đấy chào anh em.